Chào các bạn, hôm nay gia dụng nhà Việt sẽ cùng các bạn tìm hiểu chiếc thùng rác có nắp mở hình cánh bướm. Đây là thùng rác của hãng Symbol Human. Và chiếc thùng rác này có dung tích khoảng 18 lít, size L. Và đây là kích thước của 3 chiều, cao khoảng 55 cm, chiều ngang là khoảng 20 cm và chiều sâu là khoảng 40 cm. Toàn bộ phần vỏ bên ngoài thì có cấu tạo bằng inox chống gì, phần nắp cũng vậy, chỉ có cái khung bằng nhựa thôi. Chúng ta sẽ mở bên trong ra. Cái thùng rác này nổi tiếng về độ bền. Cái bàn đạp thì nó được thiết kế để có thể dẫm được khoảng 150.000 bước. Ví dụ như các bạn dẫm mỗi ngày 20 lần thì chúng ta có thể sử dụng cái thùng rác này trong vòng khoảng 20 năm. Đây là phần nắp trên. Được thiết kế dạng tách đôi cái nắp này ra. Nó sẽ mở từ trung tâm ra để có khoảng trống tối đa cái phần cho rác vào. Có phần tay cầm ở phía sau các bạn rất là dễ dàng khi sách đi đây đều làm bằng inox và inox này là chống vân tay là chạm lên nó sẽ không lưu lại vân tay thiết kế này rất phù hợp với những cái vị trí khe hẹp chúng ta có thể tận dụng cái khe hẹp được đây là thùng chứa rác bên trong các bạn có thể nhấc ra để đi đổ và đây là cơ cấu dẫm mở hai cái nắp cánh bướm đấy nó sẽ tự đóng rất là êm đây là cái túi đi tặng kèm Chúng ta sẽ có 10 túi tặng kèm Túi này cũng khá là bền Nếu các bạn đựng rác khô ấy, Thì chúng ta có thể tận dụng dùng đi dùng lại được và sau này các bạn có thể mua thêm cũng được Nó được thiết kế phù hợp và vừa với cái thùng rác size L này Ok ta sẽ cho cái phần chứa rác vào trong Để xem cái cơ cấu hoạt động của thùng rác này Có êm như quảng cáo hay không thì họ quảng cáo là cái nắp mở này đóng mở rất là yên tĩnh nắp sẽ tự đóng chậm êm và không gây tiếng ồn đằng trước này cũng có cái biểu tượng này có nghĩa là cái inox này không bám vân tay nhé tức là nó sẽ sạch hơn những cái inox thông thường không bám vân tay thì có nghĩa là khả năng nó không bám bụi cũng khá là cao bây giờ nó sẽ thử cái nắp đóng mở êm mở ra rất là đẹp giống hình cánh bướm và khi bạn nhả ra này nó sẽ đóng từ từ nhé trông rất là thích mắt ngoài ra thì các bạn có thể mở một nắp ra nó sẽ giữ trạng thái mở để chúng ta tiện đổ rác vào hơn để tìm hiểu kỹ hơn về chiếc thùng rác này các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà việt com cảm ơn các bạn đã theo dõi xin chào và hẹn gặp lại